Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Học Tiếng Anh Mỗi Đêm. Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về một số từ vựng, chủ đề món ăn và cách để hỏi người khác thích những món ăn gì. Đây là yêu cầu của một số bạn, thì mình xin được soạn thêm và hướng dẫn cho các bạn. Thứ nhất, chúng ta sẽ có cách phân loại các món ăn. Thì các bạn biết thì với Việt Nam mình thì nó cũng đơn giản, tuy nhiên phương Tây họ phân loại kỹ. Về món ăn họ sẽ chia làm món khai vị, món chính và món tráng miệng. Món khai vị chúng ta có từ vựng là appetizer. Appetizer. Appetizer là món khai vị. Appetizer là món khai vị. Appetizer. Appetizer là món khai vị. Appetizer. Appetizer là món khai vị. Món khai vị có thể là món súp hoặc là cái món nào đó nhẹ nhàng để chúng ta chuẩn bị vào món chính. Appetizer. Appetizer là món khai vị. Chúng ta món thứ hai là món chính, ta sẽ có từ vựng là main dishes. Main dishes. Thì dish ở đây có nghĩa là cái đĩa. Main là chính. Dishes là những cái món ăn. Chúng ta dịch thoát nghĩa là những món ăn. Main dishes. Main dishes là những món ăn chính. Main dishes. Main dish là món chính. Chúng ta sẽ có món tráng miệng là từ vựng dessert. 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 À, các bạn lưu ý sẽ có từ nó gần gần giống như cái từ này, đó là sa mạc. Chúng ta đọc là desert. Desert là sa mạc. Thì một số bạn sẽ đọc nhầm cái từ dessert này với từ desert. Với từ desert thì chúng ta chỉ có một chữ usher nằm chính giữa. Desert. Desert là sa mạc. Và dessert. Dessert là món tráng miệng. Dessert là món tráng miệng. Món tráng miệng chúng ta có thể dùng từ vựng là sweet. Sweet. Sweet là những món ăn ngọt. Thường tráng miệng sẽ là đồ ngọt. Sweet. Món tráng miệng. Dessert. Dessert. Dessert là món tráng miệng. Và chúng ta hỏi bạn chúng ta hoặc là hỏi gia đình chúng ta thích ăn món gì vào hôm nay để chúng ta có thể nấu được, nấu cho họ ăn, thì chúng ta sẽ hỏi một câu đơn giản. Có hai cách, có hai câu chúng ta có thể nói, một trong hai cũng được. Câu thứ nhất, what food do you like today? What food do you like today? Food là đồ ăn, what là cái gì, đồ ăn gì, món ăn gì. Do you like, bạn thích. Do you like today là hôm nay. Today là hôm nay. What food là món ăn gì. Do you like là bạn thích. Today là hôm nay. Hôm nay bạn thích ăn món gì. What food do you like today. 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 Đó là hôm nay bạn thích ăn món gì. Chúng ta có một cái câu cũng tương đồng nghĩa với câu ở trên. Chúng ta chỉ hỏi là what do you want to eat today? What do you want to eat today? Eat ở đây EAT có nghĩa là ăn. What do you want là bạn muốn. To eat là ăn gì. Today là hôm nay. What do you want to eat today? 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 Và chúng ta sẽ có bốn món thịt chúng ta thường hay gặp trong các món ăn. Món cá thì đơn giản là từ fish thôi, thì sẽ có nhiều loại cá. Chúng ta sẽ học sao? Tuy nhiên món thịt chúng ta sẽ có những cái từ vựng như là thịt bò. Beef, 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 beef là thịt bò. Beef là thịt bò. Thịt bò, beef. Thịt heo chúng ta có pork, pork, pork. Chúng ta không dùng từ là pig. Pig là con heo. Tuy nhiên chúng ta dùng thịt heo sẽ là pork, pork. Và thịt gà, chicken, chicken, chicken. Chúng ta có cái món thịt vịt là duck, duck,
Duck là thịt vịt. Duck, duck là thịt vịt. Duck, duck là thịt vịt. Và món thịt cuối cùng chúng ta có thể biết là lamb. Lamb là thịt cừu. Lamb, lamb là thịt cừu. Chúng ta hãy cùng ôn lại một lần nữa để chúng ta có thể sử dụng thuần thục về chủ đề món ăn này những từ vựng đơn giản các bạn nhé. Thứ nhất, chúng ta học từ vựng về món khai vị. Món khai vị chúng ta có từ vựng là appetizer, 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 appetizer. Món chính, main dishes, main dishes. Món tráng miệng chúng ta đọc là dessert, dessert, dessert. Bạn thích ăn gì hôm nay? What food do you like today? What food do you like today? What food do you like today? Hoặc là what do you want to eat today? What do you want to eat today? What do you want to eat today? Chúng ta có các món thịt quen thuộc là thịt heo, pork, thịt bò, beef, thịt cừu, lamb, gà, chicken, chicken, và cuối cùng là thịt vịt, duck, duck. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo. Xin cảm ơn.